Kính thưa quý vị quan khách và quý Phật tử, hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý, tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tổ chức buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 40 vị Phật tử Thiền Tông. Chương trình ngày hôm nay sẽ gồm 4 phần chính. Phần thứ nhất là nghi thức dâng hương trình Đức Phật. Phần thứ hai, truyền bí mật Thiền Tông cho các vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là Phật gia Thiền Tông. Phần thứ ba, đọc lời dặn dò của Đức Thế Phong dạy các vị tân Phật gia Thiền Tông ngày hôm nay. Và phần cuối cùng, tất cả những vị dự lễ hôm nay đồng hồi hướng cho các vị tân Phật gia Thiền Tông. Trước khi bắt đầu buổi lễ, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Ngồi tại bàn chứng minh phía bên tay phải tôi là Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, trưởng ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Các vị ngồi bàn kế bên và bàn đối diện là đại diện cho những vị trong ban quản trị tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Giữa chánh điện là các vị sẽ được truyền bí mật Thiền Tông ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có hơn 100 quý vị Phật tử và độc giả gần xa đến tham dự buổi lễ, xin nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị. Trước tiên, chúng tôi xin được phép đi vào phần nghi thức trình Đức Phật và dâng hương. Xin mời tất cả những vị được truyền thiền ngày hôm nay chúng ta đồng quỳ gối lên để dâng hương trình Đức Phật. Kính mời Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân và Thiền gia Ngọc Lâm ra trước micro đọc nghi thức cũng như dâng hương trình Đức Phật về buổi lễ ngày hôm nay. Kính mời hai Thiền gia. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý, tại chánh điện tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con có hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 39 Phật tử Thiền Tông mà Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông, nên chúng con có tổ chức buổi lễ này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết, chúng con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngữ, chứng cho đệ tử truyền thiền này. Lễ Phật, kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp ngày xưa. Nhiều người giác ngộ có thừa, vì đã biết được quê xưa của mình. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ trọn phần Thiền Tông. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát dục, bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dâng một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giáo đều chánh lý, con theo Thiền Tông học Pháp tu thiền. Thiền Tông thanh tịnh tùy duyên, giúp người giải thoát, hữu duyên rõ lời,
pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được trở về Phật giới an nhàn, sống trong thanh tịnh dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời giải pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quý thai diệu pháp thậm thâm, chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. Tôn kính Tăng Bảo, Tăng là các nhà sư thanh tịnh, tâm thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bản ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học, xối tràn tắt ngay. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quảng nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính, lễ hằng giảm sai. Cúng dường Tam Bảo, kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nguyện cầu tất cả chúng sinh, tu theo thiền học không còn trầm luân. Thiền tông Phật dạy con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Hiện tại chúng con biết dừng, không theo vật chất là dừng lại ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con ra sức dựng xây, thiền tông Tân Diệu tại đây lưu truyền. Chúng con phổ biến các miền, muốn hết luân hồi, đừng dính trần duyên. Người tu không não chớ phiền, luân hồi sinh tử không phiền với ai. Tại nơi chánh điện của Ngài, ai muốn giác ngộ, nhận ngay tánh mình. Chúng con kính nguyện Phật Linh, trợ giúp thiên hạ cố nhìn cho ra. Ngày xưa Đức Phật nói ra, thiền tông chánh pháp hiện ra đất rồng. Chúng con hiện tại cầu mong nhiều người nhận được thiền tông nơi này. Không còn tưởng tượng đó đây, xin nhận tiền học tại đây phổ truyền. Những ai hữu phúc đại duyên, sống với Phật tánh không còn trầm luân. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì con không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, thiền tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Chúng con hiện tại rất mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Lòng con nay được sáng trưng, ngộ được thiền học, con mừng lắm thay. Luân hồi là của trần ai, con nguyện dứt bỏ ở ngay đời này. Thiền tông Tân Diệu tại đây, con lại ba lại, xin Ngài chứng minh. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức khấn lễ truyền bí mật thiền tông chúng con thực hiện đã xong. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con tiến hành lễ truyền thiền này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thiền gia Nguyễn Nhân và thiền gia Ngọc Lâm. Xin mời tất cả quý vị chúng ta an tọa.
Tiếp theo, xin đi vào phần chính của buổi lễ. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, sau đây chúng con xin phép được hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 40 vị Phật tử Thiền Tông, vì trước đây các vị này đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và đã được Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con cấp giấy chứng nhận cho các vị. Do điều kiện ở xa nên 8 Phật tử Thiền Tông sau đây không có mặt, gồm 1. Phạm Thị Mí, sinh năm 1989 tại Kiên Giang, cư ngụ số 14, ấp Kinh 10, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 2. Phạm Ngọc Sang, sinh năm 1986, cư ngụ số 17/19/184, phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 3. Hà Thị Thuận, sinh năm 1949 tại Thanh Hóa, cư ngụ số 39, tổ 20, Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 4. Võ Đăng Đạt, sinh năm 1992 tại Ninh Thuận, cư ngụ số 434, ấp Tràm Lạ, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 5. Lương Văn Tuấn, sinh năm 1980 tại Bình Định, cư ngụ số 25, đường Cao Bá Quát, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 6. Hoàng Thị Lan, sinh năm 1988, cư ngụ tổ 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 7. Lê Thị Nga, sinh năm 1964, cư ngụ đội 5, xóm chợ, xã Thượng Trung, huyện Vĩnh Trường, tỉnh Vĩnh Phúc. Và 8. Đào Thị Thơm, sinh năm 1960 tại Thái Bình, cư ngụ thôn Đầu, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 32 vị Phật tử Thiền Tông có mặt ngày hôm nay gồm: 1. Xình Đức Thành, sinh năm 1990 tại Tuyên Quang, cư ngụ số 251, phố 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 2. Lê Khánh Băng, sinh năm 1979 tại Kiên Giang, cư ngụ xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Cà Mau. 3. Lê Văn Hòa, sinh năm 1982 tại An Giang, cư ngụ số 419, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Phú Hòa, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 4. Lê Tấn Kế, sinh năm 1962, cư ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 5. Dương Phi Liêu, sinh năm 1974 tại Vĩnh Long, cư ngụ ấp Phú Hòa Yên, xã Sông Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Phúc. 6. Hoàng Thị Thanh Hương, sinh năm 1961 tại Nam Định, cư ngụ khu 7, xã Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 7. Lê Thị Thu, sinh năm 1965 tại Hà Nam, cư ngụ số 323, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 8. Huỳnh Thị Lệ Nhàn, sinh năm 1955, cư ngụ số 698, đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 9. Bùi Thị Hồng, sinh năm 1968 tại Bình Dương, cư ngụ số 137/20, khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 10. Lê Tuấn Khanh, sinh năm 1982, cư ngụ thôn Nghiệp Thành, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 11. Đàm Mạnh Hải, sinh năm 1992 tại Hà Nội, cư ngụ số 5, phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 12. Thái Hoàng Mỹ, sinh năm 1989 tại An Giang, cư ngụ Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 13. Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1946 tại Phú Thọ, cư ngụ khu 7, xã Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 14. Tô Nguyễn Trang Thanh, sinh năm 2005, cư ngụ Lô 6, X2, KDC An Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 15. Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1993, tại An Giang, cư ngụ khóm 5, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 16. Đoàn Thị Lĩnh, sinh năm 1951, cư ngụ số 4/4/22, đường Điện Biên Phủ, phường 11,
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 17. Nguyễn Thị Trường Giang, sinh năm 1987, tại Đồng Nai, cư ngụ số 527 trên 1E trên 12, đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 18. Cao Thị Thùy Dung, sinh năm 1980, cư ngụ số 24 trên 70, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 19. Phạm Thị Chiên, sinh năm 1975, tại Ninh Bình, cư ngụ số 87 trên 4, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 20. Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1950, tại Nam Định, cư ngụ số D436, khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 21. Lữ Đình Đông, sinh năm 1963, tại thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tổ 4, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 22. Phạm Thị Thương, sinh năm 1983, tại Ninh Bình, cư ngụ số 283, tổ 1, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 23. Trần Văn Trên, sinh năm 1957, tại Long An, cư ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 24. Danh Thị Hòn, sinh năm 1988, tại Bạc Liêu, cư ngụ khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 25. Phạm Thị Tấn, sinh năm 1949, tại Ninh Bình, cư ngụ số 216, khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 26. Trần Thị Mai, sinh năm 1946, tại Ninh Bình, cư ngụ E290, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 27. Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1962, tại Hưng Yên, cư ngụ số 787, đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 28. Nguyễn Thị Thìn, sinh năm 1952, tại Nghệ An, cư ngụ số E394, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 29. Đào Thị Viện, sinh năm 1949, tại Nghệ An, cư ngụ số E557, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 30. Nguyễn Thị Ý, sinh năm 1947, tại Quảng Bình, cư ngụ số E555, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 31. Phạm Việt Dũng, sinh năm 1960, tại Hà Nội, cư ngụ số 57 trên 16 trên 1, đường TH07, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 32. Nguyễn Văn Ngộ, sinh năm 1937, cư ngụ ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tiếp theo xin được phép đi vào nghi thức truyền bí mật Thiền Tông. Đầu tiên, xin mời vị Phật tử Thiền Tông thứ nhất, Phật tử Thiền Tông Sình Đức Thành ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 69%. Xin mời Phật tử Sình Đức Thành tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô mười phương chư Phật, kính bạch Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật, kính bạch Thầy Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Phật tử con là Sình Đức Thành, hôm nay con đến đây có bài kệ 74 câu nói về sự ngộ thiền của con, để xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Hôm nay tại Tiểu Linh Đài, con đảnh lễ Phật xin Ngài chứng minh. Sen hồng tay phải Ngài nhìn, tìm người nhận được giao huyền ký ra. Ca diếp nhận được mỉm cười, khi thấy diếp thấy cái nhìn an vui. Trong lòng người ngộ pháp thiền, tánh thấy thanh tịnh chân như của mình. Hôm nay con có đủ duyên đến nơi huyền ký lưu truyền Thiền Tông, huyền chùa Thiền Tân Diệu đất rồng. 25 thế kỷ mới phòng nở hoa, lời Phật dạy rất rõ ràng. Con xin khắc cốt ghi tâm mà hành, hành theo giáo pháp Thích Ca, buông dừng thôi dứt lìa xa luân hồi. Tánh người 16 thứ thôi,
cộng thêm 84.000 trần lao, cái tham, cái tưởng rước vào, luân hồi nhiều kiếp biết ngày nào thôi. Phật ơi, con thấm khổ rồi, không tham vật lý nơi này nữa đâu. Xin Phật hãy chứng câu này, chứng con câu hứa về rày, từ rày về sau. Từ nay con quyết tu thiền, là thiền thanh tịnh về miền quê xưa. Dẫu cho khổ cực sớm trưa, con nay quyết chí chẳng ưa luân hồi. Nay Phật đã dạy con thôi, thôi tìm, thôi kiếm, thôi luôn mong cầu. Sống trong thế giới đua tranh càng mạnh tử sanh kéo mình. Tâm mình thăng tịnh lặng thinh, luân hồi sanh tử chẳng chi tìm mình. Thấy nghe nói biết như in, đâu phải vật lý hình hài sắc thân. Lý luận hơn thua là đần, đi tìm, đi kiếm, trầm luân chẳng dừng. Tìm hoài, tìm mãi chẳng ưng, không thấy đường đến chỗ xưa nhà mình. Vật lý chỉ là hư vô, còn đây không giữ quyết lìa bỏ ngay. Mênh mông phẳng lặng tức thì, tiếng nghe vang khắp bao trùm muôn nơi. Tiếng nghe vang đó lạ kỳ, mênh mông phẳng lặng an vui nhẹ nhàng. Đức Phật đã chỉ rõ ràng, các tánh thanh tịnh là đây niết bàn. Vậy mà con cứ lang thang, muôn đời ngàn kiếp không màng đến chi. Nay con trực ngộ tức thì, buông dừng thôi dứt để đi về nguồn. Bể tánh không có cái tôi, không có tánh tưởng luân hồi cũng không. Khi vào trong ấy được rồi, thấy nghe nói biết cái tôi không còn. Bốn thứ thanh tịnh Phật ôi, cái thấy cái biết an vui nhẹ nhàng. Từ đây con hết lang thang, dừng dứt vật lý dừng ngay luân hồi. Không cần lại lục cầu xin, không ngồi không quán, không nghi kiếm tìm. Không còn cái đúng cái sai, không hơn thua thắng trần ai luận bàn. Mặc cho tánh người đúng sai, con đây nhất quyết một lòng tịnh thanh. Trong mình đừng có đua tranh, tạo nhiều công đức để dành về quê. Công thức phải thuộc làm lòng, bể tánh thanh tịnh Phật dành cho con. Nay con nhất quyết lòng son, nguyện môn thiền học mãi còn mai sau. Ai muốn con sẽ chỉ bày pháp môn thứ sáu về ngay niết bàn. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ hai là Phật tử Thiền Tông Lê Khánh Băng ở huyện Kiên Hải, tỉnh Cà Mau. Phần trả lời 26 câu hỏi Phật tử đã đạt 71%. Vậy xin mời Phật tử Lê Khánh Băng tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi tên Lê Khánh Băng, có 32 câu kệ nói lên sự ngộ thiền của mình. Kính xin chư Phật mười phương chứng minh cho con ạ. Đời nguyên tử rất cần hiểu biết, nguyện cầu chi cho cực tấm thân. Mai kia ắt sẽ lìa đời, luân hồi chuyển kiếp nhiều đời mà thôi. Mau mau tìm hiểu thiền tông thiền, giúp người nhận tánh thoát ra ta bà. Tánh Phật là tánh chân như, ai nhận được tánh quý hơn ngọc vàng. Thiền tông chỉ dạy rõ ràng, tự mình giác ngộ tìm về nhà xưa. Xưa kia chỉ biết lại cầu, giờ thì biết được biết mình đã sai. Tham chi danh vọng tiền tài, tạo nhiều công đức tìm về nhà xưa. Tham chi cửa rộng cao tầng, mai kia cũng phải luân hồi mà thôi. Phật nhân ai cũng có rồi, buông dừng thôi dứt Phật nhân hiện tiền. Thiền thanh là nhất tự tiền, giúp người giải thoát về miền quê xưa. Thiền thanh Phật dạy thuở xưa, 25 thế kỷ hiện nơi đất gồng. Nơi đây phổ biến thiền tông, dạy người kiến tánh tìm về quê xưa. Hữu duyên ắt sẽ nhận liền, nhận rồi phải hiểu thoát ra luân hồi. Khi xưa chưa biết thiền thanh, phân chia thời thức hành trì mỗi đêm. Bây giờ con đã biết rồi, chân như chân thật quý không gì bằng. Dụng công quán tưởng chi chăng, buông dừng thôi dứt là về nhà xưa. Xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử, xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ ba là Phật tử Thiền Tông Lê Văn Hòa ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 75%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Phật tử Thiền Tông Lê Văn Hòa. Hôm nay con có bài kệ 80 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Thiền Tông là một pháp thiền, gốc thiền thanh tịnh, chân truyền Như Lai. Thiền Tông từ tổ thứ hai thay đổi cách gọi của Thiền Như Lai. Hôm nay con đã tỏ tường tánh người vật lý luân hồi không ngưng. Con nghe Đức Phật dạy dừng, dừng theo vọng tưởng tánh người không theo. Xưa kia đã có giao kèo, mượn thân và tánh làm thành pháp thân. Vì trượt không sáng bao quanh, luân hồi nhiều kiếp tử sanh buộc ràng. Ngày nào thấy biết rõ ràng, bây giờ thấy biết hai đàn tử sanh. Tánh người 16 thứ vây quanh, phát ra vọng tưởng làm nhân các loài. Lên cao vô sắc cõi trời, phi phi tưởng xứ tột cùng trời cao. Hữu sắc rực rỡ các màu, an vui tịnh độ nơi nào sánh ngang. Đế thiên đế thích ngọc hoàng, cõi trời dục giới thiên đàng vui tươi. Loài thần luôn phán xét người, thực thi nhân quả của người gây ra. Kế tiếp là nói người ta, ta bà thế giới đi ra đi vào. Vô thường sanh tử giàu nghèo, luân hồi nhân quả sống sao do mình. Các loài động vật súc sinh để trả nhân quả do mình gây ra. Cô hồn ngạ quỷ yêu ma, cướp ăn giành giật hồn ma dọa người. Địa ngục là nơi trị người, gây ra trọng tội với nhiều tầng hơn. Thực vật chỉ dành cho nhân, không rõ chánh pháp chỉ nhân lừa người. Còn người ở pháp giới 10, một lòng giác ngộ thoát rồi đi đâu. Ở trong quyền ký nhiệm màu, pháp môn thứ 6 không cầu không tu. Tìm kiếm Phật tánh là ngu, tánh Phật thanh tịnh không tu không cầu. Tìm được cũng là khổ sầu, tự nhiên thấy biết không cầu không tu. Nghe lời lục tổ dạy tu, ngoài ta tìm Phật sự ngu nào bằng. Trực nhận chân tánh thường hằng, thấy nghe nói biết thường hằng trong ta. Sự ngộ của ngộ tổ 33, ấy tánh thanh tịnh không chi dính vào. Tự tánh không có ra vào, không xuất không nhập, không trào không vơi. Huyền ký phổ biến khắp nơi, cho người nhận được mạch nguồn Thiền Tông. Hôm nay nhận được không mong, nhận ngay chân tánh ở trong lòng mình. Nhận ra chỉ biết lặng thinh, tánh người vọng tưởng mình đừng chạy theo. Không màng danh lợi giàu nghèo, theo dòng thanh tịnh để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay chưa, chỉ ưa thanh tịnh không ưa luân hồi. Thiền Tông con đã hiểu rồi, buông dừng thôi dứt luân hồi bỏ ta. Hôm nay con đã ngộ ra, Liên Hoa Phật dạy dụng công luân hồi. Thanh tịnh tri kiến được rồi, Niết Bàn không thích, luân hồi không ưa. Phật dạy buông bỏ các thừa, ta đây chỉ dạy Phật thừa mà thôi. Nhờ Phật con đã biết thôi, thôi dính thôi mắc cái tôi cũng lìa. Hôm nay con thấy đường quê, không còn sanh tử mọi bề sáng trong. Hữu tình đem giống gieo trồng, hành trang Phật tổ thoát dòng tử sanh. Đời con đại phúc duyên lành, nhận được sách thiền chỉ tánh thật hay. Nhận tánh con viết như vậy, hành theo lời Phật chờ ngày về quê. Dạ, xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử. Xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ tư là Phật tử Thiền Tông Lê Tấn Kế ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đạt được 73%. Xin mời Phật tử Lê Tấn Kế tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Lê Tấn Kế. Hôm nay con xin đọc bài kệ 76 câu để nói lên sự ngộ thiền của con. Con xin Đức Thế Tôn và chư Phật mười phương chứng giám cho con. Đi trong tâm giới xưa nay, ngàn đời triệu kiếp biết ngày nào ra. Vô minh vì bởi cái ta, 16 tính người thành ngã bình lâu.
tử sanh sinh tử luân hồi, tạo ra duyên phước cõi trời tái sanh, tạo ra âm phước thành thần hoặc người giàu có cõi trần mai sau, tạo ra ác đức hàng đầu, bao nơi ác nghiệp ngày nào thoát ra, không phước không ác thì ta trở vào dòng tộc mãi xa luân hồi. Xưa kia ở cõi Tịnh Thanh, muốn tạo công đức nên sanh Ta Bà, để cung mê ngủ nên quên, âm dương cuốn hút luân hồi từ đây. Cái danh cái lợi bủa vây, do tưởng tham sợ cái chi cũng nhiều, vì tham nên cúng tiền tiêu, vì sợ nên quá si mê cõi trần. Đức Phật dạy thiền Tịnh Thanh, lại chê thầy cuồng chẳng nhận chẳng nghe. Phật dạy năm pháp ban đầu, tiểu trung đại thừa Tịnh độ mật tông, vừa lòng hợp ý các ông, có chứng có đắc nên trong luân hồi, bớt nghiệp ác để gieo duyên, gặp thiền nhất tự thoát ra thế trần. Tu thiền đừng có dụng công, đừng quán đừng tưởng đừng trong niết bàn, muốn tâm vật lý được an, tâm tánh hai đàn đừng để dính nhau, đừng xen vào chuyện thế trần, chỉ vương một niệm là mang luân hồi, điện âm dương chẳng dính nhau, nếu ta buông dứt thôi dừng thế gian. Thân này thân giả hợp tan, tứ đại và điện âm dương hợp thành, tánh Phật lại cũng nhân duyên, mượn tánh thân người nên nghiệp kéo đi. Thân này đừng có khinh khi, bởi có thân người mới ngộ thiền thanh, nếu đừng dính mắt gian trần, tạo ra công đức hết chân luân hồi. Tu thiền phải tỉnh cái tâm, rỗng lặng không chứa thế trần tưởng chi, tập quen cho mãi hằng tri, có ngày thế tánh chân như của mình. Tánh thấy đừng vướng thế gian, tiếng đi qua rồi nghe tiếng đã qua, tánh pháp thanh tịnh nói ra, tánh biết thường hằng đừng có lập tri. Thiền thanh vẽ rõ đường đi, tâm không dính cảnh là khi bắt đầu, thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, có ngày thế tánh đừng vì trong mong. Tạng thức vì quân đã lâu, nay không ràng buộc bắt đầu tuôn ra, nào thanh nào sắc Ta Bà, không chỗ bám chấp tàn vào nơi đâu. Rỗng lặng là chỗ không tàn, thành ra độ được vô vàng chúng sanh. Bước hai vi diệu chỗ này, không chánh chúng sanh nào độ được vô sanh. Bước ba vượt cửa hải triều, vượt bờ ngăn cách để vào vô sanh. Hàng tri thanh sắc giả chân, không khởi vọng nhận quê xưa mới về. Tạo công tạo đức giúp người, ngộ thiền nhất tự để về quê xưa. Dứt duyên trần thế dây dưa, Hoa Tiêu Đức Phật dẫn đưa lối về. Hoa Tiêu cũng thử thiệt chân, thánh ba lần thử phải cần tránh xa. Tánh thấy đã được mở ra, đừng nhầm mà uổng một đời thiền thanh. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ năm là Phật tử Thiền Tông Dương Phi Liêu ở Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử Dương Phi Liêu tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Phật tử Dương Phi Liêu, con có 38 câu kệ. Nhờ ân trên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Thiền qua nợ tại Linh Sơn, Thiền Tông Thầy dạy quý hơn ngọc vàng. Hôm nay con có đại duyên nhận được chất thiền của Thầy Diết Ga. Đây là quyền ký Thích Ca, 25 thế kỷ hiện ra đất gồng. Nhờ sách con đã ngộ ra, hôm nay tỉnh giấc cũng nhờ Thiền Tông. Thiền Tông là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt hết liền tự sanh. Ngày xưa con đến Ta Bà tìm mà công đức trở về quê xưa. Quê xưa con quên lối về, đọc 10 quyển sách đường về sáng chân. Thích Ca quyền ký dạy dừng, dạy cho nhân loại thoát gần tự sanh. Luân hồi là trói buộc lanh quanh, buông đi tất cả là xa luân hồi. Trần gian là cõi nổi trôi, không dính không mắc là gời tự sanh. Thế gian vật chất tranh giành, đua nhau giành lấy luân hồi kéo đi. Giờ đây con đã biết dừng, tâm con thanh tịnh con dừng được ngay. Tâm dừng thì được bình an, dừng theo vật lý muôn ngàn an vui. Thế gian là chỗ buộc càng, thôi dính thôi mắc lên đàn về quê. Tánh Phật con đã nhận rồi, thấy nghe thanh tịnh thật là sáng trong. Tánh người 16 cái dòng, vì dòng nhân ngã luân hồi phải đi. Phật ơi con ngộ ra thì, hôm nay sinh tử chẳng gì với con. Nay con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn chầm lưng. Con mong người có đủ phước đầy, ngộ có lời thầy dạy ngộ ra thiền này. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình.
Vị thứ sáu là Phật tử Thiền Tông Hoàng Thị Thanh Hương ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đạt 73%. Xin mời Phật tử Hoàng Thị Thanh Hương tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên con là Hoàng Thị Thanh Hương, cư ngụ tại khu 7 xã Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Con có bài thơ kệ 36 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Con nay tuổi đã 60, triệu đời tỷ kiếp thân người giạt trôi. Hôm nay mừng quá Phật ơi, Thiền Tông tân diệu đây rồi con mong. Cuộc đời vất vả long đong, con tìm con kiếm mà không đường về. Vô minh tâm tối u mê, từ nay dứt bỏ con về nhà xưa. Đại duyên đại phước đò đưa, tìm được trên mạng có chùa Thiền Tông. Thiền Tông tân diệu đất rồng, chuyên dạy giải thoát mà không ngồi thiền. Say xưa con đọc từng trang, nghe đọc 10 quyển sách vàng Thiền Tông, nghe thầy giải đáp rõ thông, thế gian này có con người từ đâu. Muôn loài vạn vật nơi nào, trái đất tam giới luôn càn khôn kia. Tánh người tánh Phật có gì, con người hai tánh có chi phải bàn. Tánh Phật giống lặng hằng chi, thấy nghe nói biết việc gì tìm đây. Tánh người 16 thứ dây, thọ tưởng hành thức thật là gớm ghê. Vân vân tài sắc thực thủy, muốn về Phật giới chỉ cần dừng buông. Buông tiền tham tưởng và danh, cuộc đời liền dứt tử sanh khó gì. Ham muốn mãnh liệt về quê, công đức mình tạo phải là sáng trong. Và nhớ công thức thoát trần, quê xưa là bến nơi về của ta. Cảm ơn thầy tổ chỉ đường, nên con mới biết con đường thoát thân. Cảm ơn thầy Nguyễn Công Nhân, cùng ban quản trị Thiền Tông đất rồng. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ bảy là Phật tử Thiền Tông Lê Thị Thu ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Lê Thị Thu tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên con là Lê Thị Thu. Con ngụ tại số nhà 323 cầu thang số 6 loa phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin đọc bài kệ 20 câu của con. Xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Chị Hằng cho mượn sách thiền, con đọc từng dòng mà thấy lòng vui. Càng đọc con càng thấy say, như có lực hút sách này Thiền Tông. Ôi, duyên con đã gặp Phật rồi, đời con đại phúc gặp nguồn Thiền Thanh. Bao năm kinh sách tu hành, mà sao con vẫn quẩn quanh luân hồi. Hôm nay con đã hiểu ra rồi, Phật tánh là ở trong người con đây. Chỉ cần con bỏ cái tôi là ngã, luân hồi kéo đi. Từ nay con đã biết dừng, dừng tìm, dừng kiếm, luân hồi lìa xa. Từ nay con biết đường ra là thiền thanh tịnh, nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Quê xưa chỉ một đường về, tạo nhiều công đức vượt qua hải triều. Dạ mô Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Huỳnh Thị Lệ Nhàn ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử Huỳnh Thị Lệ Nhàn tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Huỳnh Thị Lệ Nhàn ở Quy Nhơn Bình Định. Con xin đọc bài kệ 30 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Xin mời phương chư Phật ấn chứng cho con. Gần nhà có một cụ bà cho con mượn sách môn thanh tịnh thiền. Thế là lên mạng tìm xem, gặp buổi giải đáp của chùa Thiền Tông. Con liền đi đến gặp chùa, mua được bộ sách con quay về nhà. Trong lòng con rất là vui, mừng vì có bộ sách thiền trong tay. Về nhà con đọc đêm ngày, biết được tánh Phật tánh người là hai. Tánh Phật thanh tịnh hành tri, thấy nghe nói biết chẳng chi đổi dời. Biết được nhân quả là chi, tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. Phật ơi con đã ngộ rồi, trở về Phật giới là nơi vĩnh hằng. Muôn vàng con cảm ơn trên, để lại hậu thế môn thanh tịnh thiền. Cảm ơn các tổ sư thiền, mẫn dẫn mạch nguồn thiền về đến Long An. Cảm ơn Đức Thảo Sư Bà, cảm ơn soạn giả tên là Nguyễn Nhân, bỏ bao công sức cho đời, việc để viết bộ sách cho đời mai sau. Nguyễn Nhân công đức cao dày, chỉ đường nhân loại còn đang mê lầm. Từ nay con viết lòng son, tạo nhiều công đức để về quê xưa. Tu thiền không ngại sống trưa, học thuộc công thức quê xưa trở về. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Bùi Thị Hồng ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Bùi Thị Hồng tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Bùi Thị Hồng, con có bài kệ 42 câu ngộ thiền, kính trình lên Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Nay con có đủ phước duyên nhận được pháp thiền của Phật Thích Ca. Giờ đây con đã nhận ra dụng công tìm kiếm cầu sinh não phiền. Từ khi con gặp bạn hiền giúp con sách thiền của thầy Nguyễn Nhân, ngày xưa Đức Phật dạy rằng buông dừng thôi dứt mới xa luân hồi. Thiền Tông con học biết thôi, thôi được tất cả thì đời mới an. Bỏ đi những chuyện thế gian, không để vật lý buộc ràng thứ chi. Những lời Phật dạy con ghi, Phật tánh thanh tịnh ở ngay trong lòng. Trong lòng có Phật sáng trong, mà con không biết long đong tìm ngoài. Từ đây không phải tu sai, thầy nhân duyên lớn soạn ra pháp thiền. Cho người hữu đức đại duyên, kiên trì đọc sách ngộ thiền về quê. Nay con kính cảm ơn thầy dày công viết lại cho đời pháp hay. Những lời thầy đã trình bày, Thiền Tông thanh tịnh không cần dụng công. Thiền Tông không phải cầu mong, mà mình tự phải đuốc mồi Như Lai. Hành theo lời dạy của Ngài, thoát dòng sanh tử vượt qua luân hồi. Phật ơi con đã ngộ rồi, không theo lục đạo mà về vô sanh. Thiền Thanh con đã hiểu rành, Phật đã dẫn đường chỉ lối con đi. Cảm ơn Đức Phật từ bi, Thiền Tông chánh pháp truyền đi cho đời. Độ người thoát khỏi lầm mê,
Niết bàn thanh tịnh là nơi con về. Thiền tâm Phật chỉ về quê, đó là công thức suốt đời phải thông. Tạo ra công đức thật nhiều, ham muốn mạnh liệt được về quê xưa. Quê xưa chỉ một đường về, về nơi Phật giới là an muôn đời. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 10 là Phật tử Thiền Tông Lê Tuấn Khanh ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Lê Tuấn Khanh tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Lê Tuấn Khanh, sinh năm 1982 tại Khánh Hòa. Hôm nay con xin đọc bài kệ 56 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Bao năm con kiếm con tìm, tìm hồi tìm mãi mà tìm không ra. Hàng ngày cầu nguyện cúng cầu, cầu cho cuộc sống bình an xâm vầy. Nào ngờ chẳng được bình an, trong lòng rối rắm, tấm thân hao mòn. Cuộc sống cứ thế chẳng màng, bỏ đi tất cả thuận cho số trời. Không ngờ bỗng có một hôm, nhìn trên Facebook con thì nhận ngay. Pháp môn con nhận diệu thay, thiền tâm thanh tịnh nhận ngay ý mình. Lời thầy vàng ngọc không ơn, truyền tập huyền ký ra đời thượng ương. Lời thầy giải đáp sâu màu, đến đời mạt pháp để ta lưu truyền. 25 thế kỷ trôi qua, dòng chảy nguồn thiền đến tại nơi đây. Có một người nữ nhận ngay, trao lại cho đệ ngày sau lưu truyền. Hôm nay đã đội hữu duyên, dẫn mạch nguồn thiền đi khắp năm châu. Con nhận được ý sâu màu, không tu không chứng, không ưa niết bàn. Thiền tâm nhất tự truyền riêng, buông dần thôi dứt vờ miền vỡ xưa. Thiền tâm không dụng sớm trưa, dụng mà đạt được là ưa luôn hồi. Thiền tâm con thấy tuyệt vời, đỡ tâm thanh tịnh là xưa của mình. Hôm nay con đủ phước duyên, nhận được nguồn thiền của thầy truyền ra. Lòng thầy thật rộng bao la, phổ ra huyền ký khắp ra xa gần. Chúng sanh hết đạo hết sân, khi nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca. Lời thầy dạy bỏ cái ta là ngã, phải xa luân hồi. Thầy dạy một chữ dừng thôi, dừng tìm dừng kiếm, dừng luôn luận bàn. Tạnh thầy cứ thấy vậy thôi, thấy mà chồng thấy, biết ngày nào ra. Lời thầy dạy rất sâu xa, ai mà nhận được thì ta được về. Hôm nay tại đất rộng này, con cảm ơn thầy cùng các đồng tu, giúp cho tất cả mọi người biết nương theo Phật, biết tìm đường ra. Còn đây một dạ chí thành, góp công chúc sức đưa người qua sông, đỡ người được an trong lòng, con đây cũng thấy trong lòng an vui. Đỡ người không phải nạn đờ, vì nhọn nguồn thiền của Phật Thích Ca. Đỡ rồi họ sẽ nhận ra, đỡ tâm thanh tịnh là xe luân hồi. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 11 là Phật tử Thiền Tông Đàm Mạnh Hải ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Đàm Mạnh Hải tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con tên là Đàm Mạnh Hải, sinh năm 1992, con sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay con có 36 câu kệ nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con. Thưa Thầy, con đã hiểu rồi, con tưởng thanh tịnh là xong luân hồi, hóa ra chỉ cần chữ thôi, thôi dừng nghĩ tưởng mới xong luân hồi. Trước khi biết được Thiền Tông, để tâm thanh tịnh sáng trưa chối chiều,
thanh tịnh chẳng màng tới chi. May sao nghe được những gì Thầy khuyên, càng nghe càng ngộ pháp thiền. Không cần thanh tịnh sớm trưa tối chiều, nhận được tánh Phật thế thôi. Tánh người vật lý thế gian còn hoài, khi nào duyên đến mới mang. Tánh Phật thanh tịnh về quê an nhàn, muốn rời sức hút thế gian, tạo nhiều công đức để mang về nhà. Đường về Thầy nói rõ ra, giúp người giác ngộ thoát ra luân hồi. Ham muốn mãnh liệt lửa thôi, về nhà quê cũ muôn đời an vui. Cảm ơn Thầy đã phổ thiền, con đây duyên lớn nhận thiền phổ ra. Ơn Thầy to lớn bao la, giúp người giải thoát khỏi nơi luân hồi. Hôm nay con hiểu rõ rồi, Thiền Tông Phật dạy chỉ người hữu duyên. Hiểu ra rõ chuyện linh thiêng, huyền linh trái đất do nguyên nhân gì. Tạo phước để hưởng điều chi, công đức tạo được để dành về quê. Quê xưa chỉ một lối về, về được quê cũ an bình sướng vui. Hôm nay cảm ơn Phật Thầy, vì con nhận pháp nhờ ơn Phật Thầy. Hôm nay ngày con có duyên, mong thiền thanh tịnh lưu truyền mai sau. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 12 là Phật tử Thiền Tông Thái Hoàng Mỹ ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đạt được 75%. Xin mời Phật tử Thái Hoàng Mỹ tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Thái Hoàng Mỹ. Con có bài kệ 18 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Thiền Tông nay chảy thành dòng, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Thiền Tông không chọn sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh dứt dây luân hồi. Thiền Tông ai đã ngộ rồi, sớm tạo công đức là về được thôi. Ở trong vật lý lôi thôi, tử sanh sanh tử kéo hoài triệu năm. Giáo pháp Như Lai diệu thâm, đưa người trần thế về nơi ban đầu. Khi xưa không biết cúng cầu, bị người lường gạt con đi luân hồi. Lời Phật con đã hiểu rồi, tìm nhiều phương cách Thiền Tông lưu truyền. Lưu truyền huyền ký Thích Ca, 25 thế kỷ hiện ra đất rồng. Pháp thiền con để trong lòng, tạo nhiều công đức là xong phận mình. Dạ con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 13 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Xuyến ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Xuyến tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1946 ở Tam Nông, Phú Thọ. Con xin đọc bài ngộ thiền của con, 28 câu. Con xin phép ban quản trị Thiền Tông và xin phép tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Quê con Phú Thọ Vua Hùng là nơi đất tổ của người Việt Nam. Xưa kia Phật Tổ đã từng tặng kinh Vô Tự khi Ngài sang thăm. Thấm thoát cũng đã bao năm, cúng vẫn cứ cúng, cầu xin vẫn cầu. Thế gian vật chất tiền danh, sư chùa cũng thích, vậy thì sao đây? Hôm nay gặp được bạn Hiền tặng con quyển sách của Thầy Nguyễn Nhân. Đọc rồi con biết chữ dừng, dừng theo vật lý, tâm thời an vui. Đọc nữa Phật bảo con thôi, thôi tìm, thôi kiếm, ung dung trọn đời. Bởi vì thế giới âm dương, luân hồi cuốn nút những gì ta mong. Giữa quyển Thầy bảo con buông, buông tưởng vật chất,
tiền danh hồng trần, những thứ dính mắc trầm luân buông đi cho nhẹ, sáng đường về quê. Cuối quyển chữ dứt rõ ràng, dứt này cùng nghĩa, kiếm ta khiến ta diệt tà, hình tướng cùng với âm thanh là đàn giặc giã chặn ta khi về. Con quyết thực hiện ước mong, đường về quê Phật con trông từng ngày. Con nay thấu hiểu lời thầy, quý xin ba lạy, xin thầy chứng minh hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 14 là Phật tử Thiền Tông Tô Nguyễn Trang Thanh ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Tô Nguyễn Trang Thanh tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con tên là Tô Nguyễn Trang Thanh. Con có bài kệ 24 câu, xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Thiền thanh tuyệt nhất trên đời, không dính vật lý cái gì cũng không, không hờn, không giận, không sân, không buồn, không ghét, không thương thứ gì. Thế giới sẽ bớt đảo điên nếu ai cũng cố bước chân đi về. Đi về sẽ thấy bình yên, không còn ma quỷ vấn vương trong lòng. Kiếp này trả hết cho xong, ta về quê cũ thảnh thơi an nhàn. Hôm nay đã dứt tử sanh, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn Thiền Tông. Trần thế quá chán ngán rồi, đi mấy trăm tỷ chưa gì không qua. Chân như sự thật không xài, đi xài giả dối rồi xa luân hồi. 16 tánh người dần thôi, ta sẽ nhanh chóng về quê của mình. Trần tục là kiếp ba sinh, thôi nay ta dứt không còn sợ chi. Làm chi nô lệ cho người, cho ma cho quỷ thì làm chi. Nay ta giác ngộ được thì, thôi thì về với nơi xưa của mình. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 15 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Chí Linh ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 90%. Xin mời Phật tử Nguyễn Chí Linh tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Phật tử Nguyễn Chí Linh, con có bài kệ 28 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Thiền tông chảy đến đất rồng, con nay biết được trong lòng thấy an. Tỷ đời chịu kiếp gian nan, ngu khờ ngã mạng để đi luân hồi. Luân hồi sanh tử không thôi, cũng vì cái tưởng cái tôi tánh người. Tánh Phật thanh tịnh tự nhiên, không quán không tưởng cũng không não phiền. Vì con lúc trước đảo điên, 16 thứ tánh chấp nên u phiền. Hữu duyên con biết được thiền, đọc xong 10 quyển dứt liền đảo điên. Pháp thiền giúp con được yên, nhận liền chân tánh của mình xưa nay. Thiền tông Phật dạy chữ buông, buông dừng vọng tưởng thôi luôn lượng bàn. Dừng tìm lỗi người thế gian, sống với tánh biết là an phận mình. Thấy nghe nói biết nơi mình, Phật tánh thanh tịnh thôi mong tìm cầu. Pháp môn thiền học nhiệm màu, xóa tan mê tín cúng cầu lại sinh. Thiền tông xóa sạch vô minh, công thức giải thoát tử sinh luân hồi. Cảm ơn thầy nhân dạy thôi, luân hồi sanh tử con thôi chẳng màng. Con nay tạm được bình an, tạo được công đức thênh thang đường về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 16 là Phật tử Thiền Tông Đoàn Thị Lĩnh ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Đoàn Thị Lĩnh bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên Đoàn Thị Lĩnh, địa chỉ số nhà 414/22, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin đọc 28 câu kệ nói lên sự ngộ thiền của con. Xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Thiền tông là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt thết niền tử sinh. Sống trong vật lý đua tranh càng bệnh tử sanh kéo liền. Muốn hết tử sanh phải dừng, dừng tìm dừng kiếm dừng luôn lận bàn. Tâm dừng thì tâm được an, buông dừng thôi dứt niết bàn hiện ra. Đây là lời dạy Thích Ca, con có duyên lớn nhận ra nguồn thiền.
Nhờ Thầy nhân phổ khắp miền, ai có duyên lớn nhận liền thiền tông. Tu thiền không phải dụng công mà được bỏ sông cho rồi. Chỉ cần tu một chữ thôi, buông rừng thôi dứt, luân hồi bỏ ngay. Tu thiền không tính từng ngày, tạo nhiều công đức về ngay quê nhà. Đường về quê cũ tuy xa, có công đức lớn thì ta về liền. Thầy nhân đã chỉ khắp miền, công thức tu thiền chỉ ba phần thôi. Một là ham muốn thật nhiều, hai là công đức tạo nhiều sáng trong. Ba là công thức thuộc lòng, chỉ bấy nhiêu ấy mau mau thực hành. Đường về Phật giới sẵn dành cho người thật sự, sợ sanh luân hồi. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 17 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Trường Giang ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 90%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Trường Giang tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Trường Giang. Con có bài kệ 20 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ứng chứng cho con. Thiền tông đạo màu Như Lai, truyền theo dòng thiền để lại hậu nhân. Hậu nhân chúng con góp phần tu theo giải thoát để dần về quê. Quê nhà chẳng phải quá xa, chỉ cần buông dứt là xong luân hồi. Phật tánh con nhận rõ rồi, nghe thấy nói biết không chồng lên thêm. Đời con đã hết ưu phiền, vì con nhận được hạt châu trong mình. Giờ con quyết một đường đi, tu thiền thanh tịnh để đi về nhà. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca giúp cho hậu thế thoát ra luân hồi. Cảm ơn Tưng Diệu Chùa Thiên giúp cho con biết những điều tuyệt linh. Cảm ơn các tổ sư thiền, cảm ơn Đức Thảo Ni Sư Đức Rồng, cảm ơn bác Nguyễn Công Nhân, nhờ ơn các vị con nay ngộ thiền. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 18 là Phật tử Thiền Tông Cao Thị Thùy Dung ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Cao Thị Thùy Dung tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật. Con có bài kệ, hai bài kệ 82 câu. Con xin nói lên sự ngộ thiền con. Kính xin mười phương chư Phật và Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Bài kệ thứ 1, 52 câu. Bao năm con có nỗi niềm, từ thuở thơ bé đến khi trưởng thành. Ngoài trái đất mình sống đây, cái mênh mông đó, nó là cái chi? Ngày qua ngày lại qua ngày, luôn tìm, luôn kiếm, không ai tỏ bày. May gặp Huyền Ký Thích Ca, tất cả thắc mắc không còn nơi con. Giúp con mọi thứ rõ ràng, vượt ra tam giới để về nhà xưa. Như người vừa tỉnh rất nồng, hết mê rồi tỉnh, nhớ ra đường về. Những lời thầy dạy nghe quen, bởi ở nơi đó là quê của mình. Đường về chỉ một lối thôi, tất cả cảnh sắc không lôi được mình. Gian tham tài của người ta, không dính không mắc vượt xa luân hồi. Từ nay nhất quyết dừng thôi, đời này đời cuối hết rồi trầm luân. Nay con nói chẳng lên lời, một mình tự biết, mong thầy chứng minh. Bỏ đi được thứ gọi là cái gây ảo giác khiến ta luân hồi. Từ đây con đã thong dong đi theo đường sáng, thẳng đàng về quê. Quê xưa chốn cũ ta về, là nơi thanh tịnh không còn trầm luân. Biết rằng lúc ngộ thiền thời, thiền tông chân chánh chỉ ngay đời này. Giúp con tỏ rõ học ngay, khởi tạo công đức làm đường thoát thân. Tự mình ngộ được lý chân, tạo nhiều công đức để làm hành trang. Phật giới giờ rõ thông đường, bến bờ thanh tịnh đưa ta về nguồn. Một lần vào chốn hồng trần gian, một lòng dứt bỏ là về được ngay. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, nhớ lời chân thật Thích Ca lưu truyền.
Vì nay con đã đủ duyên hiểu lời chân thật khi Thầy dạy con, lời hay ý ngọc của Thầy khi con nhận được thật đầy Thầy ơi. Hôm nay con đã dừng rồi, nhờ ơn thiện học là dừng được ngay, học hiểu chân thật lời Thầy, biết được đường về chốn cũ quê xưa. Nơi đó là của nhà mình, không sinh, không tử, không thời thương đau. Hôm nay con quyết tâm về ngay Phật giới, an nhàn, thảnh thơi. Bài thứ hai là 24 câu. Khi xưa Thầy dạy con dừng, vì con chưa biết phải dừng làm sao. Giờ con đã biết pháp dừng, khi tâm thanh tịnh không gì kéo đi. Khi thấy chỉ thấy vậy thì, không theo thứ ấy cái chi cũng lìa. An nhiên tự tại tức thì, không theo trần cảnh tâm thì như không. Như không như thể ban đầu, khi ngoài Phật giới chưa vào trầm luân. Cái nghe thanh tịnh vậy thì, nếu thêm cái tưởng là đi luân hồi. Vật lý nhiều cảnh vui tươi, dụ ta tìm đến vui chơi cho cùng. Đó là ảo giác thế gian, cứ theo cảnh ấy không thời thoát ra. Thoát ra ngoài cõi ta bà, không sinh không tử không tan cõi lòng. Giữ lại cái gọi chân như, niết bàn vi diệu hiện ra tức thì. Phật ơi, Phật đón con về, là nơi thanh tịnh không gì kéo đi. Kéo ra khỏi cõi ta bà, thiền thanh là pháp thoát ra luân hồi. Bảy kệ con đã là xong, xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 19 là Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Chiên ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Phạm Thị Chiên bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con kính bạch giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Phạm Thị Chiên ở Ninh Bình. Con xin đọc bài kệ 38 câu đối về ngộ thiền của con, nói lên sự ngộ thiền của con. Con xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con ạ. Từ lâu con cúng con cầu, vì con không hiểu luân hồi vẫn theo, chỉ mong thoát kiếp hiểm nghèo, tìm trong vật lý muôn đời trầm luân. Trầm luân cứ bám theo đời, được chú tặng sách, sách thời Thiền Tông. Thiền Tông không phải dựng công, buông rừng thôi dứt là xong luân hồi. Đời con đại phúc Phật ơi, đọc hết 10 quyển biết lơi ta về. Thiền Tông nhất tự là đây, chỉ cần thanh tịnh là mình về quê. Chỉ cần thanh tịnh không mê, rơi vào bể tánh là về nhà con. Tất cả vật chất vẫn còn, là của vật lý con nay không màng. Thiền Tông thật vậy rõ ràng, buông đi tất cả luân hồi bỏ ta. Phật tánh chẳng ở đâu xa, chỉ cần thanh tịnh là ta nhận liền. Nhận được như vậy lặng yên, tánh thấy cứ thấy đừng sinh điều gì. Tánh nghe như vậy một khi, nghe mà phân biệt là ta tánh người. Tánh biết, biết vậy mà thôi, biết mà chồng biết luân hồi kéo đi. Tánh người 16 thứ thì, là lơi vật lý kéo ta luân hồi. Thiền Tông châu ngọc của đời, không đâu có được chỉ lơi đất rồng. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn Sư Tổ phát ra nguồn thiền. Cảm ơn chú Hiệp Cô Hằng tặng con những quyển sách bằng Ngọc Châu. Từ nay con mãi mai sau, con xin tiếp lửa cho nhau nguồn thiền, sẻ chia khắp chốn khắp miền, nhìn nhà, nhà nhà vui đón tạ ơn Phật cả. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 20 là Phật tử Thiền Tông Trần Thị Thanh Hải ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 75%. Xin mời Phật tử Trần Thị Thanh Hải bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trần Thị Thanh Hải, năm nay 70 tuổi. Con xin đọc bài kệ 22 câu về sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con.
10 chùa quen vị muối dưa, 9 năm niệm Phật đã ưa nâu sồng, giật mình đã 70 đông, chưa nhận tánh Phật độ phần chúng sanh. Trách thân ai đã lừa mình, kéo theo chúng bạn họa tình sai ngoa. May nhờ gặp Pháp Thích Ca, Thiền Tông Tân Diệu cho ta pháp dừng. Chẳng phải tu niệm triền miên, chỉ cần thanh tịnh về miền vô sanh. Pháp tu vô trụ lợi danh, Thiền Tông kiêng lại tranh giành hơn thua. Nâng niu tánh Phật bốn mùa, thấy nghe nói biết như vừa tịnh tâm. Tịnh tâm sống lặng bao lần, vẫn nghe tiếng nói muôn phần trước sau. Giờ cầu công đức làm đầu, giúp người công thức là câu tu thiền. Bao năm ròng rã thiện duyên, bây giờ mới thỏa ước nguyện đường tu. Thâm tâm sạch bóng mây mù, Thiền Tông Tân Diệu chỉ đưa mình về. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 21 là Phật tử Thiền Tông Lữ Đình Đông ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 76%. Xin mời Phật tử bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên Lữ Đình Đông, xin đọc bài kệ 40 câu. Kính xin Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Con tên là Lữ Đình Đông, kiếp này đại phúc gặp dòng Thiền Tông. Thiền Tông truyền đến đất rồng, trong lòng nôn nóng con tìm về đây. Nhờ ơn quyền ký Phật truyền, nhờ ơn soạn giả giảng thiền Nguyễn Nhân, dạy con giác ngộ chuyên cần, dạy con giải thoát về nguồn quê xưa. Thiền Tông không kể sớm trưa, sống với tánh Phật ngày xưa của mình. Hôm nay con mới hiểu ra, sống với tánh Phật mình hằng an vui. 16 tánh của con người, nó dẫn đi mãi luân hồi không vơi. Nó sanh 84.000, nếu càng dính mắc thì càng trầm luân. Thiền Tông Đức Phật dạy rằng, còn tu vật lý, còn đi luân hồi. Luân hồi vì bởi cái tôi, còn tu chứng đắc luân hồi chẳng tha. Chỉ cần kiến tánh vậy mà, biết tạo công đức thật nhiều sáng trong. Công thức phải học thuộc lòng, bể tánh thanh tịnh thông dong mà về. Thiền Tông là nhất tử thiền, buông, dừng, thôi, dứt, hết liền tử sanh. Không còn danh lợi đua tranh, chờ ngày giải thoát trở về quê xưa. Mỗi mòn bao kiếp đò đưa, kiếp này đại phúc gặp ngay dòng thiền. Thiền Tông xóa sạch u mê, dạy con giác ngộ trở về quê xưa. Con nay đã hiểu thật nhiều, bể tánh thanh tịnh là nơi quê mình. Nhận ra tánh Phật chân như, biết tạo công đức, biết công thức về. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn các tổ và thầy Nguyễn Nhân, cảm ơn huynh đệ xa gần, trợ duyên con được về nguồn quê xưa. Xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 22 là Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Thương ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Phạm Thị Thương tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con là Phật tử Phạm Thị Thương.
Con có 42 câu kệ nói lên sự ngộ thiền của con, kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Bao năm con cúng con cầu, cúng thần, cúng thánh, cô hồn, quỷ ma, chuyển sang lạy lục ông bà để con vượt khổ giàu sang bằng người. Nhưng rồi con vẫn nổi trôi, đời người thì khổ luân hồi phải đi. Nay con gặp được bạn hiền, thiền tông sách quý bạn hiền trao tay. Đọc nghe con lại mới hay, không cầu không lạy thoát ngay đời này. Tiền thanh là nhất tự thiền, buông rừng thôi dứt hết liền tử sanh. Ở trong vật lý lanh quanh, tranh đua ganh ghét uổng công kiếp người. Vậy nên tỉnh ngộ đi thôi, thôi tìm dừng kiếm dừng luôn luận bàn. Buông đi những chuyện mơ màng, dứt đi những chuyện thế gian lừa mình. Thiền thanh Phật dạy tổ trao, thấy nghe nói biết hằng chi của mình. Thấy thì cứ thấy vậy thôi, đừng chồng thêm thấy là đi luân hồi. Nghe thì tiếng ấy một khi, giống như nước phún lại rơi về nguồn. Nói thì tiếng nói đủ thôi, biết nhân quả nấy đâu sai bao giờ. Thiền thông con thấy huyền linh, không sao tả được hằng chi một mình. Thực hành con tập từ nay, sống với tánh Phật luân hồi màng chi. Tánh người 16 thứ kia, trôi lăn sáu nẻo biết ngày nào ra. Thiền tông huyền ký viết ra, giúp con thoát khỏi ta bà nổi trôi. Từ nay đến hết cuộc đời, mong sao thoát được nhiều người nhận. Mong sao giúp được nhiều người giận ra. Pháp thiền thanh tịnh Thích Ca, 25 thế kỷ phổ ra khắp miền. Hỡi người hữu phúc đại duyên, xin nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn Thầy ơn Tổ dạy ta nguồn thiền. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 23 là Phật tử Thiền Tông Trần Văn Trên ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Trần Văn Trên tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên Trần Văn Trên, con xin đọc bài kệ 46 câu sự ngộ thiền của con. Con xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Quê tôi Cần Đước, Long An, vùng hạ của tỉnh có nhiều chùa tu. Tu tụng, tu cúng, tu cầu, có nhiều người đến tụng cầu cúng sinh. Riêng tôi quyết chí đi tìm, pháp môn giải thoát không còn trầm lưng. Nhiều năm tìm kiếm gian trưng, lên non lên núi nhiều nơi nhiều chùa. Không chùa nào giải pháp môn, giác ngộ giải thoát vượt ra luân hồi. Lang thang trên mạng tìm coi, Thiền Tông Tân Diệu, Đức Hòa, Long An. Giờ tôi đã hết gian nan, pháp môn thiền học tại đây lưu truyền. Sư Ni Đức Thảo truyền riêng, truyền trao con mình để phổ biến ra. Phổ đi quyền ký Thích Ca, dạy cho nhân loại hết mà trầm lưng. Hôm nay tôi đã hiểu rằng, tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. Công thức giải thoát biết rồi, tánh Phật, tánh người tôi đã hiện ra. Tánh Phật thanh tịnh của ta, hằng sống tánh Phật quê xưa của mình. Tánh người tôi đã được an, không dính vật lý thế gian lại về. Ở trần mà chẳng nhiễm trần, trần gian giả tạm ta bà khổ đau. Nay tôi biết cách buông dừng, đừng si đừng tưởng luân hồi dừng ngay. Đời con đại phúc hữu duyên, nhờ ân Đức Phật giải thiền chúng con. Con nay nhất quyết lòng son, chỉ môn thiền học cho người hữu duyên. Thiền tông chạy khắp mọi miền, giúp người mê muội trần miền rõ thông. Thiền tông không ngồi dũng công vật lý phải đi luân hồi. Thiền tông không dính thứ chi, chỉ cần thanh tịnh tâm mình mà thôi. Nay tôi đã hiểu biết rồi, tạo nhiều công đức để về nhà xưa. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca cùng sư Đức Thảo truyền thiền hậu nhân. Kính chúc sức khỏe thầy nhân cùng ban quản trị tâm thân an nhàn. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 24 là Phật tử Thiền Tông Danh Thị Hạn ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Danh Thị Hạn tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Mời Phật tử. Con là Phật tử Danh Thị Hạn.
con có 26 câu kệ nói lên sự ngộ thiền của con. Xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Ngày xưa không biết con tìm trong vật lý tìm hoài không ra. Đến khi con gặp Thiền Tông, những thứ tụng cầu con hiểu là sai. Đến khi con chợt nhận ra, nay con đã biết đường xa luân hồi. Vì vậy con hãy dừng thôi. Thôi tìm, thôi kiếm, thôi tranh luận bàn. Từ nay con hết tranh đua. Để con thoát được con đường tử sanh, tử sanh đường khổ là đây. Ngày đêm thanh tịnh thoát ngay đường này, lo tạo công đức về quê. Quê đó là chỉ quê nơi thanh tịnh, an nhàn, thảnh thơi. Quê đó là chỉ một nơi, nơi con muốn đến là nơi niết bàn. Mời phương chư Phật rõ ràng, dìu dắt chúng sanh lên đàn về quê. Đến khi chúng sanh muốn về, mười phương chư Phật dẫn đường về quê. Phật ơi, con đã ngộ rồi, nhiều đời lăn lộn trong trần thị phi. Đến khi con phải nhận thì nhận nghe thấy biết là nhà Như Lai. Như Lai hai chữ không sai, giúp cho nhân loại sáng soi đường về. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 25 là Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Tấn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 90%. Xin mời Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Tấn tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật, con là Phạm Thị Tấn. Sinh năm 1449 tại Ninh Bình, cư ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai. Con có 48 câu kệ để trình lên Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Ngày xưa sen nở Linh Sơn, ngày nay sen nở ở nơi đất rồng. Đất rồng là đất rồng tiên, nhận được pháp thiền thanh tịnh truyền ra. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, phổ ra thiền học truyền đời hậu lai. Thiền thanh có 102, ai mà nhận được quý hơn ngọc vàng. Đất rồng là nước Việt Nam, đầu rồng Yên Tử, đuôi rồng Long An. Đầu rồng vua Trần Nhân Tông nhận được nguyền thuyền lên núi để tu. Đuôi rồng thì có Ni Sư Long Nữ Đức Thảo, con rồng cháu tiên. Ni Sư nắm được nguồn thiền, đất nước chưa ổn truyền liền hậu nhân. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân viết ra sách thiền truyền khắp năm châu. Ai mà nhận được pháp màu là thiền thanh tịnh Như Lai dạy truyền. Vận may con cũng có duyên nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Nay con gặp được Lê Hà cho mượn sách thiền và máy để nghe. Đọc sách rồi lại nghe đài, bị sách cuốn hút đêm ngày say sưa. Biết được tánh Phật của mình, hằng thấy, hằng nghe, hằng phát, hằng chi. 16 tánh người vậy thì, thọ tưởng hành thức luân hồi kéo đi. Sống với tánh Phật hằng chi, thấy thì cứ thấy không chồng thêm lên. Thiền thanh là nhất tự thiền, buông dừng thôi rất hết liền tử sanh. Tu theo vật lý còn sanh, còn sanh còn tử loanh quanh luân hồi. Tu thiền phải bỏ cái tôi, buông đi chấp ngã luân hồi tránh xa. Mong sao thoát khỏi ta bà, về nơi chốn cũ quê xưa của mình. Về chùa Tân Diệu Long An, cảnh chùa thanh tịnh mọi người an vui. Hôm nay con rất là mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Duyên may ai muốn nhận thiền, muốn tu giải thoát con liền chỉ cho. Mau mau kẻo trễ chuyến đò, con thuyền Bát Nhã đưa người về quê. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình.
Vị thứ 26 là Phật tử Thiền Tông Trần Thị Mai ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 84%. Xin mời Phật tử Trần Thị Mai tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô mười phương chư Phật. Con là Trần Thị Mai, sinh năm 46, chú sinh quán tại Ninh Bình, chú quán tại Biên Hòa, Đồng Nai. Này tôi có 68 câu kệ để xin đọc, xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Hoa sen xưa nở núi Linh, hoa sen nay đã nở nơi đất rồng là đất linh thiêng, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Thích Ca dạy cho chúng ta vượt khỏi Ta Bà là về quê xưa. Quê xưa không kể sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa Niết Bàn. Niết Bàn là nơi bình an, về được nơi ấy muôn ngàn an vui. Vui vì đã nhận được rồi, ngồi mà quán tưởng chẳng tìm được chi. Chỉ cần thanh tịnh một khi, tâm mình thanh tịnh rơi ngay về nguồn. Đời con đại phúc đại duyên, nhận được nguồn thiền giữ lấy để tu. Tu sao cho đặng môn thuyền, giúp người thanh tịnh về miền quê xưa. Ngày xưa huyền ký Thích Ca, 25 thế kỷ hiện ra đất rồng. Mọi người đã hết chờ mong, giúp người thanh tịnh nhận ra ánh thiền. Nay tôi đã nhận nguồn thiền, nhận ra ánh thiền chảy khắp mọi nơi. Nay con đại phúc Phật ơi, tánh biết thanh tịnh con thôi kim tìm. Để lòng hết khổ triền miên, tâm mình thanh tịnh không cho vui biển vui buồn. Nay tôi đã có đủ duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Nhận ra năm tháng đã qua, ngồi mà quán tưởng cũng cầu làm chi. Chỉ cần thanh tịnh một khi, không nói người biết nhận liền thiền tông. Bây giờ không phải ngóng trông, không để bị lầm của chúng quỷ ma. Nay tôi đã nhận được ra, nhận biết cái tánh của mình là vui. Vui vì đã bỏ cái tôi, vì tôi chấp ngã luân hồi tử sanh. Muốn hết tử sanh phải dừng, dừng đi thì được thảnh thơi an nhàn. Vậy nên tôi phải bình an, an được thì hết tử sanh luân hồi. Chúng con xin nguyện lời Thầy, cũng như Đức Phật chỉ bày thiền thanh. Thiền thanh là nhất tự thiền, nhận được nguồn thiền tôi rất là vui. Vui nghe tác giả Nguyễn Nhân nói về chánh pháp thiền thanh rõ ràng. Vậy nên tôi hết lang thang, đi tìm đi kiếm ở trong luân hồi. Hôm nay tôi đã ngộ rồi, ngộ được tánh Phật tánh người làm sao. Tánh Phật thì rất thanh cao, tánh người 16 đi vào trầm luân. Muốn hết trầm luân phải dừng, dừng tìm dừng kiếm dừng luôn luận bàn. Tâm dừng thì được bình an, dừng đi vật lý muôn ngàn an vui. Vui sao phải bỏ cái tôi, trực nhận chân tánh tôi thôi kim tìm. Khi xưa Phật dạy truyền riêng, vâng lời Phật dạy chỉ đàng về quê. Nay tôi đã biết đường về, buông rừng thôi rất là quê của mình. Quê mình là chốn bình yên, về được nơi ấy muôn đời an vui. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 27 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Văn Hồng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử Nguyễn Văn Hồng tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyễn Văn Hồng. Sau đây là 32 câu kệ của con. Kính mười phương chư Phật và Đức Thế Tôn ấn chứng. Quê con ngoài Bắc Hưng Yên, vào Nam công tác nơi miền giao tranh. Duyên lớn được bạn Giang Thanh đưa sách thuyền học duyên lành nắm thay. Đọc sách con đã ngộ ngay, quê xưa là phải chốn này trần gian. Tìm đâu ra cõi Niết Bàn, muốn kim thân lớn phải vào nơi đây. Nơi đây là chốn lưu đầy, 16 thứ tánh buộc ràng tử sanh. Sống trong vật lý đua tranh, mây mờ treo khuất phải đành nắm than nầm than. Tưởng tham chấp ngã làm càn, luân hồi lục đạo muôn vàn khổ đau. Gặp thiền tông pháp nhiệm màu, khai thông trí tuệ cùng nhau tìm về.
muốn ra khỏi cõi phủ đề, buông rừng thôi dứt u mê hồng trần, không còn chấp vật chấp thân, tạo nhiều công đức chuyên cần đời tu. Từ nay đã hết mây mù, một lòng con học pháp tu Phật truyền, trợ giúp người có đủ duyên, đem môn thiền học phổ truyền khắp nơi. Mong sao giúp ích cho đời, mọi người nhận được Phật nơi chính mình, làm cho người hết vô minh, thiền tông tháng giỏi đưa mình về quê. Cảm ơn Thầy dẫn con về, Thầy cho con biết u mê cuộc đời, đời con đại phúc Phật ơi, hôm nay sinh tử hết rồi với con. Xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 28 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Thình ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 80%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Thình tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô mười phương chư Phật, chứng minh con Nguyễn Thị Thìn có 50 câu kệ xin trình bày. Con xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Hỡi ai thức tỉnh lại nào mà xem huyền ký của Ngài Thích Ca, soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm phổ ra in ấn sách quý hơn ngọc vàng. Ngài thương nhân loại gian nan, dạy ra ngũ pháp cho người muốn tu. Pháp này tôi chứng đắc ngay, trước lúc Niết Bàn Ngài dạy thiền thanh. Thiền thanh là pháp thoát thân, thoát ra khỏi kiếp luân hồi trầm luân. Pháp này Ngài dạy, pháp này Ngài truyền đất rồng, cho nàng Long Nữ con Hùng Nghị Vương. Vua Hùng 17 đã qua, Long Nữ tái hiện tại ngay đất rồng. Long An có tỷ kheo ni, sư ni Đức Thảo nhận ngay pháp này. Sư đã xây chùa Thiền Thanh, chính là Tân Diệu Long An bây giờ. Đến năm sắp nhập Niết Bàn, truyền trao sách quý cho Thầy Nguyễn Nhân. Vâng lời mẹ tỷ kheo ni, nhìn lấy pháp thiền truyền bá khắp nơi. Lúc đầu vất vả khó khăn, thần phá, người phá, thầy đâu sợ gì. Ung dung như bách như tùng, nhiều người hỏi khó thầy đều vượt qua. Trả lời đúng nghĩa đúng câu, y như lời Phật không sai chút nào. Ai ai cũng khâm phục thầy, mua máy, mua sách, nghe rồi tu theo. Tu theo pháp nhất tự thiền, buông, dừng, thôi, dứt chuyện đời thế gian. Xa lìa vật lý hồng trần, tìm đường giải thoát mà lần về quê. Ngày xưa con cùng tu mù, lạy lên lạy xuống gối bầm đau thân. May nhờ đọc sách thầy nhân mà con đã thoát rời xa luân hồi. Giờ đây con biết, giờ đây con đã biết rồi, cúi đầu cảm tạ ni cô dạy truyền. Người là Long Nữ Phật ban cho chùa Tân Diệu Long An đất rồng. Sinh ra soạn giả Nguyễn Nhân giống y ma cật của thời Thích Ca. Ngài duy ma cật thông minh, Nguyễn Nhân thầy cũng không thua kém gì. Trả lời giải đáp thật hay, thầy như ma cật hóa thân ra thầy. Cuối cùng con cảm ơn thầy, giúp cho nhân loại biết đường về quê. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 29 là Phật tử Thiền Tông Đào Thị Viện ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử Đào Thị Viện tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Đào Thị Viện, sinh năm 1949. Xin đọc bài kệ 24 câu. Bước vào chánh điện chùa Thiền, trên tay Đức Phật cầm bông sen vàng. Hoa sen xưa nở núi Linh, hoa sen nay nở đất rồng Long An. Thiền Tông Long Nữ đất rồng, con nay biết được nguồn thiền Thích Ca. Thầy nhân viết sách truyền ra, pháp môn thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Con nay hữu phước đại duyên, biết được con đường chánh pháp Như Lai.
không đi tìm kiếm bên ngoài, quay về với chính chân tâm, chân tâm, quay về với chính tâm mình chân như. Trong tâm có Phật đang chờ, không có dại khờ lạy lục người ta. Bây giờ con mới hiểu ra, chí thành chí kính thì ra Phật mình. Thấy nghe nói biết tịnh thanh, buông dừng thôi dứt nghiệp trần không theo. Thế gian lắm chuyện lao sao, đừng dính mắc nó luân hồi tránh xa. Giải thoát ở tại lòng ta, con đường chánh pháp đưa ta quay về. Về chùa Tân Diệu ai ơi, đã về đất Phật là nơi cội nguồn. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 30 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Ý ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Ý bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con được truyền Thiền Tông, con nhờ Ngài là chứng giám cho con đọc bài kệ 44 câu. Bao năm quy y lên chùa, theo hội Phật tử lên chùa tụng kinh. Tới chùa thầy giảng rất hay, cũng dường niệm Phật vãng sinh Di Đà. Con nghe giảng vậy rất hay, tiền con trảo biểu để dành không tiêu. Về chùa cũng Phật cũng tăng, mong sao thoát được cõi trần vãng sinh. Bao năm cử thể mà hành, nhưng đâu có được sướng vui chút nào. Các con các cháu không ưng, tiền mẹ mẹ để đi chùa không tiêu. Ngồi buồn suy nghĩ bền lòng, làm sao thoát khỏi con đường u mê. Bỗng đâu uộc cô Hải bàn hiền gọi lên, hỏi bàn có tu pháp này. Pháp này là pháp Thiền Tông, các bạn cho mượn sách thầy Nguyễn Nhân. Pháp này không lạy không cầu, để tâm thanh tịnh là thanh an nhàn. Xa lìa vật lý thẫn thơi, nó lìa dính lời. Vì tôi vì tiền, tiền tài là cái đua tranh. Đua tranh càng mình tử sinh kéo dài. Đọc xong 10 quyển sách thầy Nhân, nay con mới biết xưa nay tu mù. Tu mù tốn sức tốn chu, cũng đi sáu nẻo luân hồi mà thôi. Thiền thân là nhất từ thiền, buông dừng thối nhích quê xưa ta về. Ngày xưa Phật dạy con thôi, mà con không hiểu cử xin cử cầu. Giờ đây con đã hiểu rồi, pháp môn thứ sáu phải truyền dạy ngay. Tự mình không cầu không cũng lạy ai, tự mình thắp đuốc mà đi về nhà. Về nhà có Phật Thích Ca, thiền thân thân tình quê xưa con về. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca dạy cho nhân loại vượt qua hải triều. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân phổ ra huyền ký hết chân luân hồi. Hôm nay con đã hết mê, đưa người thân tình về nguyện, về miền quê xưa. Hôm nay con rất cảm ơn thầy Nguyễn Nhân và các thầy trong chùa đã dạy dỗ con ngày hôm nay. Con xin cảm ơn các thầy. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 31 là Phật tử Thiền Tông Phạm Việt Dũng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 75%.
Xin mời Phật tử Phạm Việt Dũng tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật. Con là Phật tử Phạm Việt Dũng. Con xin có 24 câu kệ trình Đức Thế Tôn và chư Phật mười phương xin được ấn chứng cho con. Thích Ca mục đích cuộc đời, chúng sinh thành Phật, luân hồi thoát ra. Thiền Tông Đức Phật dạy ta, giác ngộ giải thoát để về nhà xưa. Vùi đầu kinh điển thêm thừa, ba tạng kinh Phật đón đưa luân hồi. Huyền ký giờ công bố rồi, sách trắng rạch ròi cốt tủy tinh hoa. Tánh Phật tánh người lộ ra, tứ đại ta bà cấu tạo âm dương. Phật là trùm khắp mênh mông, ta là tánh Phật mang dòng điện quang. Vào bầu nhân quả nghiệp mang, ý thấy pháp biết nỗi đàng nhân duyên. Vô minh che phủ trồng thêm, giam hãm tánh Phật nên quên đường về. Thời thượng mạt pháp cận kề, chúng sinh tỉnh thức tìm về nhà xưa. Học công thức hiểu tinh hoa, buông rừng thôi dứt là ta lên bè. Sống nhân nghĩa an mọi bề, lễ chí tín giữ trọn lề thiền tông. Pháp trần tàng thức khởi trông, hành trang giải thoát mang công đức về. Xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị cuối cùng là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Văn Ngộ, cư ngụ tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Văn Ngộ tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên Nguyễn Văn Ngộ, sinh 1937, ở Phú Tâm, xã Hội Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Con xin đọc 44 câu kệ ngộ thiền, xin trên mười phương chư Phật và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng minh. Hoa thiền nở tại đất rồng, hương thiền tỏa khắp non sông nước Việt. Thiền thanh chiếu sáng đời con, hoa thiền thanh tịnh sáng ngời nhân gian. 80 trải qua một kiếp người, đường đời đường đạo vẫn dậm chân. 50 năm quy y Phật, đường đạo từ đây quyết chí suy tìm. Ý đạo làm phương châm cuộc sống, mong sao chân tánh sớm hiện tiền. Hành trình suốt bao nhiêu năm, luôn chăm chỉ mong đạt thành tâm nguyện. Nay duyên lành lại đến với con, có người bạn đem cho mượn thẻ. Nghe lời giải thích của thầy, con cảm nhận thật vô cùng vi diệu. Tìm đến chùa Thiền Tông Tân Diệu, mua sách về tìm hiểu tận tường. Hướng dẫn của thầy trưởng ban, con hiểu được cách tu thiền thanh tịnh. Cảm ơn lục tổ đã dạy thiền, không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục, hành giả trực nhận chân tấm hiện tiền. Hành thiền thanh tịnh không dụng công, thanh tịnh hằng tri trong cuộc sống. Đi đứng nằm ngồi mọi lúc, tự tánh thanh tịnh liễu liễu thường tri. Pháp dụng công còn dòng sanh tử, tìm đường thanh tịnh khỏi trầm luân. Pháp tu vật lý con dừng, nương thiền thanh tịnh để về quê xưa. Đọc sách soạn giả viết rõ ràng, giải thích của thầy rất thâm sâu. Giải mã nơi con đều chưa rõ, thực hành đúng cách nhận ra ý thiền. Ý thiền thanh tịnh ý tự nhiên, tánh Phật tánh người hằng thanh tịnh. Nhờ thầy chỉ rõ tận tường, nay con đã biết đường về quê xưa. Dùng tâm vật lý phải trầm luân, tánh thấy thanh tịnh và hằng tri, nghe thanh tịnh cũng hằng tri, phải có công đức mới ra luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mười phương chư Phật và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng minh. Xin cảm ơn Phật tử. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Tiếp theo là phần đọc bài kệ truyền thiền chung cho các vị tân Phật gia. Xin mời tất cả các vị tân Phật gia quỳ trước chánh điện để nghe bài kệ truyền thiền. Kính mời thiền gia Ngọc Lâm ra trước micro đọc bài kệ truyền thiền này. Kính mời thiền gia.
Kính bạch Đức Thế Tôn, tiếp theo chúng con xin đọc bài kệ Truyền Bí Mật Thiền Tông cho 40 Phật tử Thiền Tông. 1. Xin Đức Thành, tỉnh Điện Biên. 2. Lê Khánh Băng, tỉnh Cà Mau. 3. Lê Văn Hòa, tỉnh An Giang. 4. Lê Tấn Kế, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 5. Dương Phi Liêu, tỉnh Vĩnh Long. 6. Hoàng Thị Thanh Hương, tỉnh Phú Thọ. 7. Lê Thị Thu, thành phố Hồ Chí Minh. 8. Quỳnh Thị Lệ Nhàn, tỉnh Bình Định. 9. Bùi Thị Hồng, tỉnh Bình Dương. 10. Lê Tuấn Khanh, tỉnh Khánh Hòa. 11. Đàm Mạnh Hải, thành phố Hà Nội. 12. Thái Hoàng Mỹ, tỉnh An Giang. 13. Nguyễn Thị Xuyến, tỉnh Phú Thọ. 14. Tô Nguyễn Trang Thanh, tỉnh Đồng Nai. 15. Nguyễn Chí Linh, tỉnh Đồng Tháp. 16. Đoàn Thị Lĩnh, thành phố Hồ Chí Minh. 17. Nguyễn Thị Trường Giang, thành phố Hồ Chí Minh. 18. Cao Thị Thùy Dung, thành phố Hồ Chí Minh. 19. Phạm Thị Chiên, tỉnh Ninh Bình. 20. Trần Thị Thanh Hải, tỉnh Đồng Nai. 21. Lữ Đình Đông, tỉnh Bình Phước. 22. Phạm Thị Thương, tỉnh Ninh Bình. 23. Trần Văn Trên, tỉnh Long An. 24. Danh Thị Hoạn, tỉnh Bình Dương. 25. Phạm Thị Tấn, tỉnh Đồng Nai. 26. Trần Thị Mai, tỉnh Đồng Nai. 27. Nguyễn Văn Hồng, tỉnh Đồng Nai. 28. Nguyễn Thị Thình, tỉnh Đồng Nai. 29. Đào Thị Viện, tỉnh Đồng Nai. 30. Nguyễn Thị Ý, tỉnh Đồng Nai. 31. Phạm Việt Dũng, thành phố Hồ Chí Minh. 32. Phạm Thị Mỹ, tỉnh Kiên Giang. 33. Phạm Ngọc Sang, thành phố Hà Nội. 34. Hà Thị Thuận, thành phố Hà Nội. 35. Võ Đăng Đạt, tỉnh Long An. 36. Lương Văn Tuấn, tỉnh Bình Định. 37. Hoàng Thị Lan, thành phố Hà Nội. 38. Lê Thị Nga, tỉnh Vĩnh Phúc. 39. Đào Thị Thơm, tỉnh Hưng Yên. Và 40. Nguyễn Văn Ngộ, Bà Rịa Vũng Tàu. Để các vị trở thành là 40 Phật gia Thiền Tông, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con đọc bài kệ Truyền Bí Mật Thiền Tông cho các Phật tử Thiền Tông nói trên. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Truyền qua nhiều nước gian nan, đi qua khắp chốn hiện an nơi này. Chúng con nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách thiền đẩy lưu truyền. Hôm nay các vị có duyên, chúng con truyền thiền cấp giấy cho 40 vị. 40 vị biết được không mong, cứ để Phật tánh của mình làm thôi. Chúng con như vậy phải rồi, không xen vào lời tánh Phật của ta. Tất cả những vị ngộ ra, chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Hôm nay 40 vị có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy Thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay trước đấng tối linh chánh thức truyền thiền cấp giấy cho 40 vị. Các vị nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa nước bàn. 40 vị nên cố gắng bình an, nhìn thấy Phật giới chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, 40 vị không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, Thiền Tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận 40 vị nay ngộ thiền. Thêm người hết đạo hết điên, chánh thức truyền thiền chứng nhận cho 40 vị. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Thiền gia Ngọc Lâm. Tiếp theo là phần trao bản gỗ Bí Mật Thiền Tông cho các vị tân Phật gia. Xin mời 4 vị: Xín Đức Thành, Lê Khánh Băng, Lê Văn Hòa, Lê Tấn Kế bước ra chánh điện để nhận bản gỗ. Xin mời 4 thiền gia: Thiền gia Nguyễn Nhân, Thiền gia Ngọc Lâm, Thiền gia Hồng Phượng và Thiền gia Hoàng Hiệp ra trước giữa chánh điện trao bản gỗ Bí Mật Thiền Tông cho các vị tân Phật gia và chụp hình lưu niệm.
Xin mời quý vị quỳ gối với chánh điện an tọa. Xin mời bốn vị tăng Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, mời bốn tăng Phật gia Dương Phi Liêu, Hoàng Thị Thanh Hương, Lê Thị Thu, Huỳnh Thị Lệ Nhàn bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn và xin mời bốn vị thiền gia và bốn tăng Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, xin mời bốn thiền gia Thị Dung, thiền gia Ngọc Giàu, thiền gia Cơ Duy và thiền gia Văn Thoảng rước ra trước giữa chánh điện trao bản gỗ cho các vị tăng Phật gia. Xin mời bốn tăng Phật gia Bùi Thị Hồng, Lê Tuấn Khanh, Đàm Mạnh Hải và Thái Hoàng Mỹ bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn và xin mời và trở về chỗ cũ. Xin mời năm tăng Phật gia Nguyễn Thị Xuyến, Tô Nguyễn Trang Thanh, Nguyễn Chí Linh, Đoàn Thị Lĩnh, Nguyễn Thị Trường Giang bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn và xin mời các vị thiền gia và tăng Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, xin mời năm thiền gia Bạch Đằng, thiền gia Tôn Long, thiền gia Trung Nghĩa, thiền gia Văn Tùng và thiền gia Văn Nhàn ra trước giữa chánh điện trao bản gỗ cho các vị tăng Phật gia. Xin mời năm tăng Phật gia Cao Thị Thùy Dung, Phạm Thị Chiên, Trần Thị Thanh Hải, Lữ Đình Đông, Phạm Thị Thương bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm.
Tiếp theo xin mời năm tân Phật gia: Trần Văn Trên, Danh Thị Hoạn, Phạm Thị Tấn, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Hồng bước lên giữa chánh điện để nhận bản gộ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Tiếp theo xin mời năm tân Phật gia: Nguyễn Thị Thìn, Đào Thị Viện, Nguyễn Thị Ý, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Văn Ngộ bước lên giữa chánh điện để nhận bản gộ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn các thiền gia và mời tất cả mọi người trở về chỗ cũ. Và kể từ giờ phút này,
40 Phật tử Thiền Tông, 1. Xin Đức Thành ở tỉnh Điện Biên, 2. Lê Khánh Băng ở tỉnh Cà Mau, 3. Lê Văn Hòa ở tỉnh An Giang, 4. Lê Tấn Kế ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 5. Dương Phi Liêu ở tỉnh Vĩnh Long, 6. Hoàng Thị Thanh Hương ở tỉnh Phú Thọ, 7. Lê Thị Thu ở thành phố Hồ Chí Minh, 8. Huỳnh Thị Lệ Nhàn ở tỉnh Bình Định, 9. Bùi Thị Hồng ở tỉnh Bình Dương, 10. Lê Tuấn Khanh ở tỉnh Khánh Hòa, 11. Đàm Mạnh Hải ở thành phố Hà Nội, 12. Thái Hoàng Mỹ ở tỉnh An Giang, 13. Nguyễn Thị Xuyến ở tỉnh Phú Thọ, 14. Tô Nguyễn Trang Thanh ở tỉnh Đồng Nai, 15. Nguyễn Chí Linh ở tỉnh Đồng Tháp, 16. Đoàn Thị Lĩnh ở thành phố Hồ Chí Minh, 17. Nguyễn Thị Trường Giang ở thành phố Hồ Chí Minh, 18. Cao Thị Thùy Dung ở thành phố Hồ Chí Minh, 19. Phạm Thị Chiên ở tỉnh Ninh Bình, 20. Trần Thị Thanh Hải ở tỉnh Đồng Nai, 21. Lữ Đình Đông ở tỉnh Bình Phước, 22. Phạm Thị Thương ở tỉnh Ninh Bình, 23. Trần Văn Trên ở tỉnh Long An, 24. Danh Thị Hòn ở tỉnh Bình Dương, 25. Phạm Thị Tấn ở tỉnh Đồng Nai, 26. Trần Thị Mai ở tỉnh Đồng Nai, 27. Nguyễn Văn Hồng ở tỉnh Đồng Nai, 28. Nguyễn Thị Thình ở tỉnh Đồng Nai, 29. Đào Thị Viện ở tỉnh Đồng Nai, 30. Nguyễn Thị Ý ở tỉnh Đồng Nai, 31. Phạm Việt Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh, 32. Phạm Thị Mỹ ở tỉnh Kiên Giang, 33. Phạm Ngọc Sang ở thành phố Hà Nội, 34. Hà Thị Thuận ở thành phố Hà Nội, 35. Võ Đăng Đạt ở tỉnh Long An, 36. Lương Văn Tuấn ở tỉnh Bình Định, 37. Hoàng Thị Lan ở thành phố Hà Nội, 38. Lê Thị Nga ở tỉnh Vĩnh Phúc, 39. Đào Thị Thơm ở tỉnh Hưng Yên và 40. Nguyễn Văn Ngộ ở tại Bà Rịa Vũng Tàu chính thức trở thành là 40 Phật gia Thiền Tông. Xin chúc mừng tất cả các vị. Kính trình Đức Thế Tôn phần lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 40 vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là những Phật gia Thiền Tông chúng con thực hiện đã xong. Tiếp theo sẽ là phần lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị đạt được bí mật Thiền Tông ngày hôm nay. Phần này sẽ cho hai thiền gia Văn Tùng và thiền gia Tôn Long thực hiện. Xin mời hai thiền gia đến trước micro đọc lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị tân Phật gia Thiền Tông. Xin mời. Lời dặn dò đường về Phật giới dành cho người đạt được bí mật Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam. Hôm nay, các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông, nhiệm vụ của Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận trình bày đường về Phật giới cho các Phật gia biết. Còn thực hiện được hay không là tùy mỗi vị. Đức Phật có dạy, người được truyền bí mật Thiền Tông 100 người, chỉ có 5 người được trở về Phật giới mà thôi. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng trong số tất cả các vị được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay sẽ được trở về Phật giới tất cả, mong quý vị cố gắng. Đường về Phật giới có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra. 1. Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức trở về Phật giới, hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật Thiền Tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần, đứng xa nói: ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia, cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km,
thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước chung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau: đầu tiên, vị Phật dạy Phật gia còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân được vào trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: một, trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ: hằng thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào, khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sanh ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này hoạt động, mà loài người ở trái đất gọi là thành Phật. Trường hợp thứ hai, công đức, phước đức bằng nhau, thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy. Hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu, nửa trắng, nửa vàng. Ba, nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: trong trung ấm thân của Phật gia công đức, phước đức bằng nhau, vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: tôi muốn trở về Phật giới. Thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói: thần ta cho trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới, vậy trung ấm thân nên cẩn thận. Phật gia phải biết: một, nếu Phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được pháp trần, khi trong ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong. Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình Phật gia cho trung ấm thân dừng lại, hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ, một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa cũng sẽ có một vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến các nơi chư Phật ngự.
để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. Hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm: một là màu vàng, hai là màu trắng, ba là màu đen. Ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo giằng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức hay trả nghiệp ác đức. Hai, vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. Ba, dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn: buông 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 buông. Vì âm thanh lớn như vậy phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Lễ truyền bí mật Thiền Tông đến đây là xong. Mong tất cả Phật gia hành đúng lời của Đức Phật dạy để được trở về Phật giới là quê hương cũ của mỗi Phật gia. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin hết. Xin cảm ơn Thiền gia Văn Tùng và Thiền gia Tôn Long. Phần tiếp theo là đọc bài kệ hồi hướng cho tất cả các vị Phật gia Thiền Tông. Xin mời quý quan khách và quý vị Phật tử vui lòng đứng lên, chắp tay, cùng đồng thanh đọc hồi hướng. Lễ truyền thiền đã xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại điện Phật đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn thiền tâm. Tâm con hiện tại đã không, nhất quyết một lòng thực hiện thiền tâm. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Chúng con nhất quyết lòng son, giữ môn thiền học luôn còn mai sau. Chúng con thệ nguyện với nhau, để môn thiền học không sao phai mờ. Thiền Tông chánh điện chùa thờ, kính xin Đức Phật nhận lời chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, phần vừa rồi cũng là phần kết thúc buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông hôm nay. Để kết thúc buổi lễ, xin mời ba hồi chuông trống bát nhã. Xin mời.